Minh Huấn xin kính chào quý vị và các bạn đang có mặt trong kênh YouTube của 2BK. Ngày hôm trước thì Huấn đã chia sẻ với anh chị về những cái 6 điểm thay đổi chính trên chiếc xe Toyota Vios G thế hệ 2023 này rồi. Và trên cái Vios G thì chúng ta thấy được là rất là nhiều cái sự thay đổi đáng tiền. Ví dụ như màn hình to bản hơn này, hay là có lại chuyển hướng trên vô lăng này. Đấy là những cái điểm mà rất là đáng tiền trên chiếc xe Vios G. Thì nhiều khách hàng cũng thắc mắc là vậy thì Vios bản E CVT sẽ có những cái thay đổi như thế nào và giá bán là bao nhiêu. Thì trong video ngày hôm nay để đáp ứng được cái nhu cầu đấy thì Huấn xin phép được chia sẻ với anh chị chi tiết về chiếc xe Vios phiên bản E CVT. Và những cái thông tin mà Huấn sẽ chia sẻ sắp tới đây là những cái thông tin chính xác nhất về chiếc xe này sẽ ra mắt vào tháng 5 năm 2023 này nhé. Trước khi đi nói về chiếc xe Vios bản E CVT thế hệ mới thì chúng ta biết được là với Vios bản E CVT thế hệ cũ thì đang có giá bán niêm yết là 542 triệu. Thì một cái tin vui cho anh chị là cái giá bán với cái phiên bản E CVT thế hệ mới này thì hầu như là dự kiến sẽ không thay đổi so với bản cũ, tức là khoảng 542 triệu đồng. Và một cái số điểm thay đổi trên bản E thế hệ mới ở đây Huấn đề cập luôn cho anh chị. Đầu tiên là cái thiết kế về phần ngoại thất. Nhắc về thiết kế phần ngoại thất thì chúng ta sẽ có cái thiết kế hoàn toàn về cái mặt ca lăng ở phía trước xe cũng như là phần phía bên sau đuôi xe. Về trước xe thì sẽ có cái thiết kế mặt ca lăng sẽ giống như trên bản E, MT và bản E và bản G thôi. Thì chúng ta đều có thiết kế rất đẹp, lạ mắt và cuốn hút. Ngoài ra thì cái cụm đèn halogen, bi halogen được thay đổi thành cụm đèn bi LED anh chị nhé. Đây là cái thay đổi mà Huấn nghĩ cực kỳ là đáng giá, và cụm đèn bi LED này thì cho cái cường độ chiếu sáng cực kỳ là tốt và cực kỳ là cao. Đấy là cái điểm thay đổi thứ hai ngoài cái sự thay đổi về mặt ca lăng phía trước. Và cái điều tiếp theo, không chỉ mặt ca lăng phía trước thay đổi đâu, mà cái phần đuôi xe ở phía sau cũng được tinh chỉnh thay đổi thiết kế lại, sẽ có cái màu đen và thể thao hơn, rất là thể thao và đẹp. Với cái thiết kế tiếp theo thay đổi ở phía bên ngoài xe, đó chính đến từ cái thiết kế la răng của chiếc xe Vios này. Vẫn là thiết kế la răng 15 inch thôi, nhưng mà không còn cái dạng phay xước cổ điển cũng như là cũ như trên cái phiên bản E CVT nữa, mà chúng ta sẽ có ở đây là thiết kế la răng đẹp hơn này, nhiều chấu hơn, phay xước và có hình thù 3D nó bắt mắt hơn. Và theo thông tin thì la răng của chiếc xe Vios bản E CVT là thiết kế to hơn so với cái phiên bản cũ anh chị nhé. Đấy là những cái điểm thiết kế bên ngoài xe. Còn về ở bên trong xe ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi tiếp theo là trên cái vô lăng này sẽ có đàm thoại rảnh tay được trang bị thêm, bản cũ thì chưa có. Tiếp theo là cái sạc ở phía sau cũng được trang bị này, là bao gồm hai cái cổng sạc Type-C cho phép chúng ta cắm sạc vào và sạc trực tiếp điện thoại luôn, thay vì là cố cắm ở trên màn hình hay là ở phía bên trong xe như trên những cái phiên bản cũ. Tiếp theo nữa là cái thiết kế ở phía bên trong xe thì thay vì là nội thất màu kem thì được thay đổi thành nội thất màu đen, và ghế da thì chuyển thành là ghế da thêu này, đẹp hơn, chỉ đỏ và ghế thì màu đen cho chúng ta cảm giác thể thao đẹp và cực kỳ là độc đáo. Ngoài ra thì sẽ có thêm một cái số cái tính năng nổi bật như là màn hình vẫn là 7 inch và có kết nối Android và Apple CarPlay. Đấy là những cái thay đổi tiếp theo ở trong thế hệ mới này. Và vừa rồi thì mình Huấn đã chia sẻ với anh chị những cái điểm tất cả thay đổi về chiếc xe Vios E CVT mà chúng ta phải biết. Giá bán niêm yết dự kiến là 542 triệu và chương trình khuyến mại thì vẫn là tổng khoảng 25 đến 30 triệu đồng, cực kỳ là tốt. Anh chị có thể nhanh tay đặt hàng từ bây giờ để nhận xe sớm nhất trong tháng 5 năm 2023 này. Và tất nhiên rồi, trong tháng 5 này thì Toyota Thanh Xuân sẽ có xe lái thử và anh chị sẽ đến để lái thử xe nhé. Và Huấn xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe cái video này đến thời điểm hiện tại. Hãy nhớ đăng ký kênh, like để ủng hộ đội ngũ. Và nếu anh chị còn thắc mắc gì hay là còn nhiều câu hỏi gì về những chiếc xe Vios này thì hãy đặt câu hỏi phía dưới màn hình để Huấn được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong lần sau ạ. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, HappyK sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. HappyK chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.